Mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ chào chị. Chị có thể chào khán giả, cho khán giả biết họ tên của mình cũng như chị bao nhiêu tuổi, đến từ đâu chị? Chị họ tên là Phạm Thị Kim Hoa, sinh 1960. Chị kính chào tất cả anh em, anh chị em, bạn bè, cộng đồng. Nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Chị Hoa, sinh năm 1960, năm nay chị 63 tuổi. Chị đang sinh sống ở đâu chị? Chị ở Cần Đước, Long An. Dạ, Cần Đước, Long An. Rồi chị, hôm nay chị qua đến với mảnh ghép yêu thương nè chị. Tình trạng hôn nhân của mình như thế nào chị? Tình trạng hôn nhân chị đã ly hôn nay 30 năm. 30 năm. Có hai con, một trai một gái. Bây giờ là lớn. Ổn định. Lúc cái vấn đề ly hôn thì nó cũng hơi bất cập ha. Nhưng mà chị có thể cho quý vị khán giả biết chút xíu lý do gì sao mà dẫn đến việc hai anh chị chia tay. Lý do gia đình, thứ nhất là về mẹ chồng. Nói chung là mẹ chồng thời xưa hơi khó khăn. Chị lấy chồng thì không phải là yêu đương, không quen biết. Chị là mai mối. Rồi nghĩ tới gia đình, cha mẹ nên chịu làm dâu bên nhà chồng. Vì cuộc sống mưu sinh nên là kéo dài được một thời gian thôi, không được lâu. Cho nên là chị thấy cuộc sống không ổn định nên chị đã ly hôn và đem hai con về nuôi. Vậy là chị hai anh chị chia tay nhau nay cũng 30 năm hả chị? Trời, 30 khoảng, hơn. Khoảng thời gian đó chị có quen được một mối tình nào nữa không? Không, chị không quen biết ai. Vì lý do là thứ nhất là con nhỏ, một mình nuôi hai con, cho nên là phải lo cho tới nơi tới chốn. Xong là con được trưởng thành thì là ở chung cha mẹ mất bệnh đau, cho nên là phải lo cho tới bây giờ. Là khi cha mẹ mất rồi mình mới có thảnh thơi, mình có thời gian. Vì nói chung là tuổi đã lớn rồi nhưng mà phải kiếm một mảnh ghép nào cho nó đàng hoàng, cho nó chín chắn, sống cuộc sống bình dị nhưng mà phải có đạo đức. Rồi bây giờ hiện thời chị Hoa đang làm công việc gì chị? Chị hiện tại bây giờ chỉ là nội trợ trong gia đình thôi. Có nghĩa là mình nghỉ. Cơm nước cho con cái, con dạ. Cháu rồi ha. Chị có may giá thì may quần áo thì cũng có chút đỉnh thôi, chứ không có làm nhiều như hồi xưa nữa. Buôn bán thì cũng có làm nhưng mà bây giờ nói chung là cũng đơn độc cho nên không dám làm. Giờ hiện thời chị Hoa đang ở với những người con? Giờ ở với con trai. Rồi chị Hoa đi đến chương trình như vậy nè, những người con của chị Hoa có đồng tình không? Có đồng tình. Rồi chị Hoa bây giờ đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương, chị muốn tìm cái nửa mảnh ghép cho cuộc đời của mình. Chị muốn tìm cái mẫu người đàn ông như thế nào chị? Bây giờ chị muốn tìm cái mảnh ghép cho chị là bây giờ cái người đó, thứ nhất về dốc dáng thì cao 1m65 trở lên, không mập quá. Thứ nhất, thứ hai là người đó phải có đức độ, sống phải là biết trên biết dưới, tôn trọng nhau, có một cái lòng vị tha,
nếu người đó có đi chùa chiền càng tốt. Sống thí dụ mình giúp ai được cái gì, mình làm cho ai được cái gì ở ngoài xã hội càng tốt. Chị có thích cái mẫu người đàn ông mà rượu chè đâu không? Không, thứ nhất là rượu chè bê tha bài bạc đá gà là chị không bao giờ chị tới. Chị là một người nữ trong gia đình nhưng mà cũng có cái sống theo thời đại. Thì cái ý chị muốn tìm cái ý trung nhân cho mình đó, thì có những cái gì đó chị cứ trải lòng chị kể ra hết đi, để cho các anh nghe được, các anh biết, để mà chủ động đến với mình nó dễ dàng hơn. Về đối với bản thân chị, cuộc sống của chị từ khi chị có gia đình mà cho tới khi chị chia tay ra đi tới giờ, chị sống rất nội tâm, nhưng mà con người sống rất tình cảm, không có bê tha bài bạc, chăm lo cho gia đình, chung thủy, việc công việc trong công việc thì việc nào ra việc đó, không có là mưu tính hay là tính toán, nhưng mà mình sống rất chi là đồng tâm đồng lòng với nhau là mới được. Rồi chị, ngoài cái việc là chị kiếm cái ý trung nhân của mình đó là con người có đạo đức nè, không rượu chè bê tha, không cờ bạc, nhưng mà còn nhiều thứ nữa. Ví dụ như chị có cần cái anh đó là có nhà cửa hay là có tài sản sẵn không? Thì giờ còn về kinh tế tài sản, cái người đàn ông bao giờ cũng phải lo cho những người phụ nữ, thì đương nhiên người đó phải có một cái số kinh tế hoặc là phải có nhà cửa, để chi, để mình có thể đi về nơi cái chốn của mình, rồi mình có thể là đi qua bên đây rồi đi qua bên kia thăm nhau, hoặc là tôn trọng gia đình với nhau, cùng con cái cũng sống hòa đồng. Giống như chị Hoa nè, chị cần cái mẫu người đàn ông cao khoảng 1m65, không nặng lắm, không có nghĩa là không béo lắm đâu, không nặng lắm. Chị Hoa cao bao nhiêu chị? Chị cao 1m56, 1m57 gì đó. 1m56, 1m57. Chị cân nặng nhiêu? Cân nặng 55 kg. 55 kg. Rồi thí dụ như chị, cái ý trung nhân đó đến với chị, chị theo ảnh hay là chị muốn ảnh theo chị? Nói chung là đến với nhau thì bây giờ tùy cơ, tùy duyên. Thí dụ bây giờ nếu mà gia đình của chị sắp xếp được thì chị mới theo người đó. Còn gia đình chị chưa sắp xếp được thì bây giờ có thể là lên xuống hoặc thăm. Chị đi tới thăm viếng thôi ha. Chứ cũng khó mà ở chung nhà được. Đúng rồi. Tại vì chị ở chung với con mình mà, đúng không? Tại vì chị là ở nhà thờ nữa. Cho nên là có thể là đi lui tới được. Rồi bây giờ cái anh đó anh có nhà, nhưng mà chị ảnh muốn chị về ở chung với ảnh luôn, thì chị sắp xếp được không? Thì đúng, nếu mà anh đó có nhà không người thì chị cũng vẫn về được, nhưng mà không phải là bắt buộc chị phải ở đó hoài, nhưng chị cũng phải về thăm nhà chị. Thì cái chuyện nhà thờ mà ví dụ như có đám tiệc đám gì thì hai người phải về chứ. Có nghĩa là, nhưng mà ảnh muốn chị phải theo về nhà ảnh ở đó, chị có sắp xếp được hay không? Được. Được ha. Chị ở xa, ở tới tận Cà Mau chị có đi không? Cười. Tại sao cười? Đi được hay là không? Thì bây giờ nói chung là xa hay gần gì do mình tính toán sắp xếp được. Không, ví dụ như mình phải có cái ý chứ chị. Mình cứ nói với, để nhiều anh ở xa nè, thấy chị đẹp nè, thấy chị hiền nè, thấy chị ăn nói có duyên nè, nhiều khi ảnh ở xa, ở tận Cà Mau hay là ở ngoài, tới ngoài Hà Nội,
Rồi ảnh để ý chị rồi ảnh muốn kết nối với chị rồi lúc đó thì sao? Nếu xa quá thì về chị ở luôn chứ sao vậy? Về nhà chị hả? Mà có được không? Con chị có cho phép không? Thì không cho phép thì về đi rồi. Rồi sao về về đó đuổi ra thì sao? Không có đuổi. chị chưa thương lượng xong mà. Rồi về rồi sao ở đây? Nói không không chắc về... đi ở nhà trọ hả? Không, không ở nhà trọ. Vẫn có chỗ để cất nhà ở. Vẫn có chỗ để cất nhà ở ha. Ừ, đúng rồi. Là có nghĩa là chị cũng vẫn còn đất để cất nhà. Đúng rồi. Có thể cho hai người ở riêng được ha. Để ở riêng càng tốt. Rồi ngoài những cái yếu tố ra chị còn đòi hỏi cái ý chung nhân mình có thêm những cái gì nữa không? Thì bây giờ nếu mà chị đã nói vậy thôi, nếu mà anh nào có ý đến với chị thì sẽ tìm hiểu sâu hơn. Rồi đó là tùy duyên. Tùy duyên ha. Đúng rồi. Chị Hoa này, trong cuộc sống của mình chị có cái điểm mạnh gì không? Chị hả? Điểm mạnh của chị là sống rất hòa đồng. Nhưng mà trong công việc thì việc nào ra việc đó. Không lề mề. Người đàn ông đó đến với chị cũng phải sạch sẽ gọn gàng. Chứ mà bê tha là không chịu. Sạch sẽ gọn gàng. Bê tha là không được. Rồi cái điểm yếu chị có cái điểm yếu gì không? Chị nhiều điểm yếu của chị á là một khi mà hai vợ chồng mà thí dụ như hai người mà cự lộn với nhau nhưng mà một người phải nhịn. Chị á nhiều khi chị giận nhưng mà chị không nói. Giận nhưng không nói, không trả lời. Không nói luôn hả? Không. Rồi bao giờ mới nói lại? Thì chừng nào mà người ta thấy cái lỗi của người ta là nói. Chừng nào người ta xuống nước ta xin năn nỉ thì lúc đó mới nói lại hả? Nói chung là người ta mở lời nói thì mình mới nói chuyện lại. Còn không mở lời thì mình cứ làm thinh đi để đứt độ người ta. Im hoài luôn, lỡ ổng cũng cương giống như chị rồi sao? Ông cương thì mình kiếm chuyện khác. Kiếm chuyện khác hả? Rồi sao? Thí dụ như giờ chị im chị không nói rồi ảnh cũng im ảnh không nói rồi tới bao giờ hai người mới nói? Thì đương nhiên tới đó thì... Tới đó cũng tùy duyên đi hả? Đúng rồi. Không phải tùy duyên mà tới đó thì thí dụ cái như từ tùy duyên này mình không có lạm dụng được nha. Người nhịn một người nói chứ. Dạ. Thí dụ như người ta nóng thì mình im. Còn mình nóng thì người đó phải im để mình nói. Xong rồi mình sẽ nói ra là cái điểm đó là xấu hay là được thì mình sẽ nói. Rồi bây giờ chị Hoa nè, chị muốn kiếm cái ý chung nhân của mình á, là cái anh đó cái độ tuổi tầm khoảng bao nhiêu là mới hợp với chị? Thứ nhất là chị nhỏ hơn 2 tuổi hoặc là phải lớn hơn chứ không nhỏ nữa. Nhỏ hơn 2 tuổi được hoặc là lớn hơn ha. Lớn hơn cỡ nhiêu, 75 được không? Thôi 75 cao. Thì bởi vậy em mới hỏi chị là cái tầm bao nhiêu mới là xứng với chị. Mình phải có cái số liệu cụ thể chị. Ví dụ như bây giờ chị 63, 61 được đúng không? Đúng rồi. Rồi giờ cao hơn là bao nhiêu? Thì cao hơn từ 68 trở lại. À 68 trở lại thôi ha. Chứ còn mà 70 trở lên thì cũng hơi quá ha. Hôm nay chị đến chương trình tụi em chị thấy sao, vui không? Vui. Thấy tụi em làm việc chị thấy có rung không? Chị rất cảm ơn mấy em. Không có, mà lúc đầu chị lên chị thấy rung không? Không, thấy bình thường. Thật cởi mở đúng không? Chị có lời khuyên nào cho các anh chị mà chuẩn bị đến chương trình mạnh dạn lên không? Thì bây giờ chị cũng nói là thôi thì ai cũng đâu có ai muốn ai. Phải là lẻ loi. Nhưng mà nếu mình muốn kết bạn với nhau thì mình phải lên chương trình để mình kiếm cái mảnh ghép cho mình. Để có đôi có bạn lúc tuổi già san sẻ, buồn vui, đau bệnh, để lo lắng. Để lo lắng cho nhau tuổi già ha. Chứ bây giờ mà ngay cái mùa mưa này mà trời mưa mà rỉ rả ngồi chắc buồn chết luôn hả? Có gì đâu buồn. Có buồn chỉ không? Bình thường, chỉ bình thường. Thiệt không? Thiệt. Thiệt luôn hả?
Bình thường hả? Ngoài cái giờ làm việc ở nhà mình đó chị Hoa, chị có thường đi đi để tìm cái gì mà để mình xả stress vui vẻ không? Không có, ngoài những lúc rảnh rỗi, thứ nhất là ở nhà rảnh rỗi là dọn dẹp nhà cửa xong thì thí dụ như buồn quá thì bắt máy ca. Karaoke hả? Đúng rồi. Rồi, chị hát, hát, chị hát chắc hay lắm hả? Cũng được được không hay sao? Không có đi chơi ở đâu. Nhưng mà hát karaoke hả? Giờ chị có thể hát hát chay đi, hát cho khán giả một đoạn nào đó để gửi đến cho khán giả được không? Không có, chị không nhớ bài đâu. Thì hát lại một khúc thôi, miếng thôi. Miếng gì? Ừ. Miếng miếng thôi, khúc à. Hát bài gì vậy? Bài gì cũng được á. Bài gì miễn sao chị cảm thấy... Nói chung là chị không nhớ bài đó luôn, nhưng mà... Ờ, mấy mình nhờ sự trợ giúp đi. Trợ giúp ai? Đó, trợ giúp của điện thoại đó. Đừng mở nhạc hả chị, mở lời thôi. Đúng rồi. Rồi bây giờ chị qua chuẩn bị hát bài gì nè. Chị hát mấy câu thôi nha. Hát ca cổ hay là... Chị hát nhạc đi. Hát nhạc ha. Rồi mời chị. Chị hát liên khúc Lý Son Sắt. Liên khúc Lý Son Sắt luôn ha. Rồi. 1, 2, 3, vô. Chưa đâu. Chưa đâu hả? Chưa lên. Nó phải qua một đoạn nó mới tới. Dòng sông đua mưa bên ngược xuôi theo năm tháng gì đâu, núi ta bước chân phiêu bồng, thời gian có ai bao giờ quên. Hoa như ai hoa buồn, giọng thấp mới là gió quá, buồn vì tình gian dở. Con nương chia đôi dòng, lỡ vỡ tan giấc mộng chung. Hay quá. Rồi. Cảm ơn chị Hoa. Rồi bây giờ á, nếu mà có anh nào á ảnh để ý đến chị Hoa đó, ảnh gọi đến chương trình nè. Rồi ảnh nhờ chương trình á là mời chị Hoa trở lại đây một lần nữa, chị có sẵn sàng không? Chị sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Tại vì chương trình sẽ sắp xếp cho hai anh chị ngồi nói chuyện, trao đổi với nhau. Nếu mà hợp thì hai anh chị cho số điện thoại rồi mình liên lạc lẫn nhau. Đó, nếu mà hợp nữa thì mình tiến tới. Tiến tới thì nhớ chương trình tụi em, thì mời chương trình tụi em tới quay hai anh chị ra mắt cái dạng như hoành tráng bữa.
Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị, cũng cảm ơn mấy em. Chúc mấy em nhiều sức khỏe và chương trình ngày càng tiến bộ hơn, đạt nhiều hiệu quả hơn và nhiều mảnh ghép được đến nhau nhiều hơn. Cảm ơn chị. Bông hoa nào cũng có một thời điểm. Rồi bây giờ nãy giờ á, chị em mình cũng tâm sự và phỏng vấn trải lòng ra hết rồi chị ha. Cái gì cần nói cũng đã nói. Thì các anh xem được cái video này đó, xem chị Hoa thấy có hợp với mình hay không thì hãy nhanh tay lên đó, nhấc điện thoại gọi tới số của chương trình thì tụi em sẽ sắp xếp cho mấy anh và chị đó, được gặp gỡ nhau để mình ghép nối lại những cái mảnh ghép mà mình bị dở đó, về với nhau để mình vui cái tuổi già có cái quãng đời còn lại. Rồi trước khi kết thúc chương trình, chị Hoa có lời nào gửi đến quý vị khán giả cũng như là ý chung nhân sắp sửa đến với mình không? Khi kết hết chương trình thì giờ chị có gửi lời, thứ nhất là chúc mấy em nhiều sức khỏe, dạng sự như ý, chúc cộng đồng và mấy anh chưa có mảnh ghép thì sẽ tìm đến đây có mảnh ghép cho mình được như ý. Tìm đến với em ha. Rồi, chương trình cũng rất là cảm ơn chị Hoa đã tin tưởng tụi em đến đây để phỏng vấn, có buổi phỏng vấn hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chúc quý vị khán giả có một ngày nhiều sức khỏe, niềm vui và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin chào nha.